Hai các bạn, đây bây giờ mới đang ở chỗ chỗ gì không biết. Chinatown định đi ăn kem kem vàng. Dạ, kem nắng vàng. Ta đang đợi chị Di với lại Hot Boy lâu quá trời. Chúng mấy người đã tưởng kêu Hot Boy bây giờ. Để mình sẽ quay cho các bạn coi dòng nhé. Để em cầm được rồi. Ăn kem vàng đó, trời ơi chịu khổ lắm, đậu xe xa lắc xa lơ luôn. Kem vàng đó phải ấy đâu, đó phải có tiền là ăn được đâu. Một cái thôi. Đây. Để em nói cho em biết cái làm. Hai cái. Hai cái. Hai cái ok. Hai cái. Năm ấy. Giữ đi. Đi có tiệm nào ăn thì lấy một cái. Đây các bạn. Đi. Xà lách xà lơ cái này luôn. Hai. 24 đàng hoàng cho các bạn. Em muốn hai cái ok. Can I have to go ice cream? Two golden one? Yeah. Trời trả đồ không Phúc? Thử coi không được thì chị đi trả cho. Phim là bao nhiêu giá một cây? Cái giá mà một nửa thì là 12 đồng. Còn mua là nguyên cái ice cream luôn là 14 đồng. 14 đồng, ok. Đây, kem vàng đây. 24k. Ăn vô là trẻ mãi không vô là muốn gì có đấy. Đây, mời các bạn ăn thử nè. Tích lũy vàng không sợ bị mất. Để dành vàng nó mất bây giờ ăn cho xong. Thì cũng về thôi tại nhìn thấy là nó dễ chán. Kem muốn nữa. Thật ra cái kem này nó là kem bình thường, nó chỉ thương mại ở bên ngoài thôi, nó bán 12 đồng. Đây. Còn chút xíu à. Phúc ăn hết đi Phúc. Ăn hết đi em. Các bạn có một cái mắc cười là ở trong này nè, các bạn thấy là đằng sau không có sang đâu, nhưng mà đi vô washroom phải có password, có số đàng hoàng mới vô được, bấm như này, giống như đi vô nhà vậy đó, đi vô washroom đó. Thì mỗi lần mà mình mua đó họ cho mình cái số ngay cái receipt á. Cái số ngày đó xong mình đi washroom là mình lấy cái số đó mình bấm xong mình mới vô được, không có số đó không vô được. Vì nghĩa là cái người mà đi vòng vòng đây, đi người lạ đó, muốn đi washroom cũng không được. Thật ra kem này không có ngon đâu, bình thường với vanilla thôi. Mà tò mò. Hãy
trời nóng ăn kem phê luôn. Ngủ luôn. Ăn xong phê luôn. Coi chị nè, đồ ăn quá trời nè. Thôi xong rồi các bạn. Hẹn gặp các bạn sau nhé.